Cảm ơn em đã sưởi ấm anh. Năm đó tôi 23 tuổi. Vốn tưởng tương lai đầy hứa hẹn. Phút chốc cái chết lại cận kề ngay trước mắt. Thời gian có hạn. Tôi chọn bơi ngược dòng. Tập 1. Ly biệt là thường tình, tương phùng mới là bất ngờ. Đi thông thả. Cảm ơn, đi thông thả. Còn nhân gì? Chỉ còn một hộp nhân thịt bò. Được. Vâng, cho tôi một hộp. Bao nhiêu tiền? 20 tệ. Trả rồi nhé. Vâng. Sủi cảo tươi linh lung. Bán hết rồi à? Chỉ còn một ít cuối cùng. Chủ quầy không ở đây. Cái này là cháu tập gói. Cô xem cô có lấy nữa không? Gói kiểu này ăn thế nào được? Thôi, thật ngại quá. Cho một suất sủi cảo. Bán hết rồi. Thế chỗ này là... Tôi đến giúp thôi. Gói không đẹp. Hay là tôi trả lại tiền cho cậu nhé. Không sao, gói lại cho tôi đi. Vậy tôi gói hết cho cậu nhé. Đừng luộc vỡ đấy. Được. Vừa đúng hai hộp. Không sao, để tôi là được. Đi thông thả nhé. Cảm ơn nhé. Không có gì. Sao cậu đến đây? Tớ vừa nhổ răng xong. Vào trong ngồi. Cậu đừng để bừa bãi. Túi của mình là hàng thật đấy. Cậu nhổ răng còn cầm túi làm thật. Gì? Chẳng hiểu gì hết. Cậu có biết bệnh viện nha khoa được gọi là gì không? Cơ sở khai thác kho báu. Chỗ đó toàn là nam thanh niên ưu tú. Không. Cậu chi nhiều tiền.
chịu tội làm gì? Nhổ răng có thể cải thiện dạng khuôn mặt. Rất nhiều nữ minh tinh đều bắt đầu từ chỉnh răng. Có câu, không có đồng tiền nào tiêu xài hoang phí. Bây giờ, tớ chỉ cọc tế là tiết kiệm tiền. Tiền thế chấp mỗi tháng 4 đều tệ trả được thì nhà cũng mất luôn. Cậu vừa nhổ răng vừa tiêm, cậu lấy tiền đâu ra? Cậu tưởng ban ngày tớ đi học là chơi cho vui thôi à? Tớ nói với cậu rồi, bảo cậu bán hàng tử tế với tớ. Cậu không nghe, cậu làm thêm thì ở chẳng đâu? Là làm thêm, cậu cứ phải chạy đến chợ gói sủi cảo. Đúng thế, vậy tớ làm thêm chẳng ở là đâu? Làm thêm tớ kiếm tiền ở chẳng đâu? Là kiếm tiền. Tớ có làm lỡ việc bán hàng của cậu đâu. Thời gian tươi đẹp của đều cậu nằm trong cái chợ này rồi. Sủi cảo tươi tớ bảo cậu đến chắc. Tớ phải đến rủ cậu ăn cơm còn gì. Đừng lắc tớ. Cái này một tay cũng mở được. Tôi không mở được mà. Này, cảm ơn cậu nhé. Để tôi xem nào. Cái gì đây? Đây là sủi cảo ư? Không ăn thì thôi. Lâm Thác, bây giờ cậu nhất phải chăm sóc tôi chu đáo. Tôi rất mềm yếu. Với lại, bây giờ nghỉ học, cậu ở nhà tôi chắc chắn thoải mái hơn ở ký túc xá. Một mình tôi ở ký túc xá không cần chăm sóc rất thoải mái. Cậu chơi tôi ra nông nổi này, cậu còn định trốn à? Tôi nói cậu biết, đừng hòng. Canh tôm hùm của cậu đến rồi. Canh tôm hùm gì đây? Đây chẳng phải là canh trứng cà chua ư? Như nước cọ nồi ấy. Mua combo đồ ăn được tặng cậu đấy. Cậu còn mong chờ nó ngon chừng nào. Này, ngày nào cậu ăn cơm trứng cà chua? Sao thế? Giảm giá à? Không giảm giá tớ mua được chắc. Cậu không ăn gì ngon hơn được à? Cậu cứ phải ăn cái giảm gì? Giá như này tốt biết bao. Món tớ thích chính là món giảm giá. Có uống canh không? Không uống, tớ chan cơm uống. Đấy uống. Này, theo tớ, cậu không nên mua căn nhà đó. Cậu nói xem, ngày tháng tiền của cậu và lão phải tính ra hàm số rồi, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống lắm. Không mua nhà thì phải làm sống sao trong căn nhà nhỏ này à? Lão An ngày nào cũng lái đến xe đến nỗi đau cả lưng, mỗi tuần còn phải hay cùng tớ ngủ trên sofa. Tớ bảo bố ngủ trong phòng, cứ phải luân phiên với tớ. Cậu nói xem có đang phải ở độ tuổi mãn nói kinh gì không? Cũng không nghe, tính tình còn rất ngang bướng. Mãn kinh cái gì? Lão An thương cậu đấy. Tớ nói cậu biết, đúng lão hết lòng hết dạ vì cậu. Nếu bố tớ được một nửa của lão An cũng không đến nỗi như trẻ mồ côi. Mọi người đều nói bố thương yêu con gái nhất. E là tớ không phải con ruột. Bố cậu kết hôn 3 lần rồi, có mấy đứa con lận. Ông ấy cũng không rảnh yêu vậy cậu. Cũng đừng sau này chờ. Tớ hiếu thảo với ông ấy. Hôm nay có trận thi đúng đá của đàn trường. Anh đến rồi. Đàn anh nào? Giang Sở Thành. Cậu xem này. Tớ xem nào. Đẹp trai không? Chẳng ai nói với tớ. Hôm nay đàn anh đến. Sớm biết tớ đã không đi nhổ răng nữa. Thế nào? Cảm nhận được vẻ đẹp trai của ca đàn anh đúng rồi. Đúng là gu tớ thích nhất. Tiếc là lúc bọn mình nhập học, đàn anh tốt nghiệp mất rồi. Nếu không, anh ấy đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tớ. Người này là ai? Đây là ai? Không quen. Tớ bảo cậu xem đàn anh cơ mà. Đây hình như là chàng trai. Đến chỗ tớ mua sủi cảo. Đây là sinh viên trường mình à? Đây là trận thi đấu bóng đá của trường. Chắc chắn là sinh viên trường mình rồi. Người này trông cũng được đấy. Ở trường, sao không để ý nhỉ? Giống như lá cây bị gió nhẹ thổi bay. Anh cảm nhận được tiệm mình đang rung động. Mỗi ngày mỗi khắc đều có cảm giác mới mẻ. Tất cả vì sao trên bầu trời, chúng lấp lánh trong mắt em. Anh không biết liệu tất cả phải là một giấc mơ, liệu có chân thật không. Khi anh nhìn thấy cười xinh đẹp của em, thời gian dừng lại trong giây lát.
từ câu chuyện cổ tích xứ Sở Thần Tiên. Dù em đi đến đâu, chúng ta cứ chậm rãi. Vì vậy anh sẽ đi theo từng bước chân của em, để anh trở thành người duy nhất của em yêu. Anh chỉ muốn ra trái tim mình cho em. Anh muốn biết trong lòng em nghĩ gì, vì anh đã nghĩ về em và anh. Anh nghĩ suốt đêm. Thời gian trôi qua nhanh thật. Em là thuốc ngủ của anh, giúp anh mỗi ngày đều có giấc mơ đẹp, lơ lửng trên mây bay cùng anh. Khi anh nhìn thấy cười xinh đẹp của em, thời gian dừng lại trong giây lát. Từ câu chuyện cổ tích xứ Sở Thần Tiên. Dù em đi đến đâu, baby già của chúng ta cứ chậm rãi. Vì vậy anh sẽ đi theo từng bước chân của em, để anh trở thành người duy nhất của em yêu. Anh chỉ muốn ra trái tim mình cho em. Ai phỏng vấn thực tập đợi ở đây trước, không phải thực tập trong kỳ nghỉ. Đến phòng họp số 3 đợi. 10 phút sau chúng ta bắt đầu. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bác sĩ nói thế nào à? Thì là bệnh tim mạch, không có gì to tát. Vừa mới khám xong, ông đã báo cáo với cháu rồi đây. Cháu cứ thực tập đi, không cần lo cho ông. Cháu không lo mà được à? Lúc nào ông cũng nói không sao, không sao. Hôm nay cháu có buổi phỏng vấn xong cháu sẽ về. Thế cháu gọi điện cho mẹ cháu. Nói qua đi. Hôm qua tới còn nhắc đến cháu nữa. Vậy à? Mẹ cháu nói gì cháu à? Nói chuyện. Hỏi cháu kỳ nghỉ có về nhà không? Vừa nghe là biết ông bịa rồi. Mẹ đang bận chuyện của tiểu làm giả. Làm gì có thời gian quan tâm cháu? Alo. Ông cháu ngoại, phải phỏng vấn phải vào rồi cháu à? Cháu không nói với muộn ông chút nữa. Cháu đi tàu cao tốc về. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ, kỳ nghỉ này con phải thực tập về nữa. Mẹ, ừ. Giám đốc, tôi xin anh. Giám đốc cho tôi thêm một cơ hội. Phải tôi không thông cảm với cậu. Là khách hàng bây giờ có ý kiến với cậu. Cầu đổi người. Bà nội tôi thật sự đổ bệnh. Bà nằm trong phòng bây hồi giờ sức vẫn nằm cực trong nên đó. Nhà tôi không có ai chăm sóc được. Cậu không chỉ đến muộn hôm đó, trước đó cậu cũng thường xuyên đến muộn. Có lần còn để khách đợi cậu 1 tiếng rưỡi. Lần này hay làm mất luôn hợp đồng. Cậu bảo công phải ty ăn nói với khách hàng thế nào. Ông chủ đích thân đến tận lỗi rồi. Cậu nói xem cậu còn ở lại công ty được không. Cậu đừng làm tôi khó xử nữa. Đến phòng tài vụ lấy lương rồi về đi. Giám đốc, quản lý phỏng vấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Âu Thần. Được rồi. Mọi người từ trái sang phải, lần lượt tự giới thiệu. Bắt đầu đi. Chào các anh, tên tôi là Từ Tiêu Khải, 22 tuổi, Đại Liên, tôi là sinh viên năm 3, ngành phương tiện truyền thông mới, đại trong học tài liệu hồ sơ có các giải thưởng tôi từng đạt, với cả thiết kế nghiên cứu khoa học kỳ nghỉ hè năm thứ 2, tôi. Thật ngại quá. Xin lỗi, tôi quên tắt tiếng. Cậu tên là gì? Lâm Thác.
chi tiết quyết định thành bại. Nếu mỗi người đến phỏng vấn đều giống như cậu, điện thoại đổ chung một vòng, phỏng vấn còn tiếp tục được không? Đây là tố chất cơ bản mà mỗi dân văn phòng đều nên có. Tôi xin lỗi, là tôi sơ suất, làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nhất định sẽ tiếp thu bài học. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi quản lý. Tiếp tục. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, tôi từng tham gia cuộc thi thiết kế truyền thông mới cùng đoạt giải ba tập thể. Tôi rất mong được đảm nhận công việc này. Vừa nãy cảm ơn cậu nhé. Thoại của tôi quả thật quên tắt tiếng. Chuyện nhỏ, đây không phải chuyện nhỏ, làm ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn của cậu rồi. Hay là như này nhé, tôi đi nói với họ. Tôi nói là điện thoại của tôi không liên quan đến cậu. Vẫn còn thời gian, mau đi không thôi. Cần đâu, vì sao lại không cần đến phỏng vấn mà cậu đã nói câu nào đâu. Tôi học thiết kế nội thất, vị trí công việc này là mạng truyền thông mới. Tôi có hiểu đâu, cũng chẳng có gì để phỏng vấn. Kết quả như bây giờ, vừa hay, không cần để tâm. Cô cũng không phỏng vấn, cứ thế chạy ra ngoài à? Cậu ra về vì tôi, sao tôi có thể ở trong đó? Như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không phỏng vấn nữa. Không sao cả. Không sao thật à? Không sao, đi thôi, đi. Có cảm giác 999 cảm mạo linh, 暖暖的，很贴心，邀您观看精彩剧集。 Tôi có một đàn anh, bạn anh ấy làm ở công ty tuyển dụng. Anh ấy nhờ người bạn đó giới thiệu chỗ phỏng vấn cho tôi. Chị gái tuyển dụng đó toàn giới thiệu cho tôi mấy cuộc phỏng vấn không liên quan đến chuyên ngành của tôi. Tôi cũng ngại từ chối, đành miễn cưỡng đi. Hay là kết bạn đi chắc đi. Được thôi. Nào, tôi quét cô. Tên tôi là An Tri Tước, tri trong tri liễu, ve sầu, tước trong ma tước, chim sẻ. An Tri Tước, tên của cô cũng đặc biệt lắm. Tên tôi là Lâm Thác, thác trong thác triển, mở rộng. Vậy tôi về trước nhé. Tạm biệt. Cậu là sinh viên Đại học Khoa học Nghệ Đông Nguyên nhỉ? Đúng thế. Sao cô biết? Tôi cũng vậy. Hôm đó tôi thấy ảnh trên khoảnh khắc WeChat, trận thi đấu bóng đá của trường. Cô học ngành gì? Thông tin dữ liệu lớn. Còn cậu, thiết kế công nghiệp, năm thứ ba. Tôi cũng là sinh viên năm ba. Hôm qua chúng ta từng gặp nhau ở chợ. Tôi đến giúp thôi, gói không đẹp. Hay là tôi trả lại tiền cho cậu nhé? Là cô à? Trùng hợp thật, trùng hợp, trùng hợp. Nếu lần sau cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn cơm cảm ơn cậu nhé. Về trước đây, tôi nói về trước mấy lần rồi. Hay là hôm nay đi. Được thôi. Người này, nhà cậu ấy ở đông bắc quê hương của Tuyết. Bảo là cứ đến là tuyết có thể đến đầu gối. Tôi chưa được thấy tuyết rơi mấy. Tôi rất muốn đến nhà cậu ấy thử. Cô từng thấy tuyết rơi rập trời bao giờ chưa? Tôi chưa từng thấy. Tôi còn chưa từng ra khỏi Trùng Khánh. Vì sao? Tôi nghèo, tôi không có tiền đi. Tôi cũng hiếm khi đi chơi. Bố mẹ tôi không cho. Bố mẹ lúc nào cũng cảm thấy tôi là trẻ con. Hồi bé tôi cũng vậy. Tôi nghĩ tôi phải mau chóng trưởng thành. Đợi trưởng thành rồi tôi sẽ tự do, sẽ có tiền. Kết quả là trưởng thành rồi tôi còn khó khăn nghèo hơn. Thế nên cô gói sủi cảo ở chợ là làm thêm.
Tôi còn giúp bạn thân của tôi Livesta bán nói hàng. Chung việc gì cũng làm. Bà chủ quán sủi cảo là hàng xóm của tôi. Chồng bà ấy bị ốm nên tôi đến giúp. Lúc đó tôi còn nghĩ bán sủi cảo có gì khó đâu. Kết quả đến nơi mới nhận ra mình vụng về thật đó. Tập nhiều hơn là được. Cậu biết gói sủi cảo không? Biết. Từ nhỏ tôi đã học nấu ăn từ ông ngoại. Ông ngoại tôi là thợ cực kỳ khéo tay, nấu ăn cũng đạt trình độ đầu bếp. Tôi từ nhỏ đã nhìn nhiều quen mắt, học được cách nấu ăn, học được nghề mộc. Kể cả gói sủi cảo cũng là mình tôi có nấu cả bữa cơm tất niên siêu thế. Tôi không làm được, tôi chỉ biết nấu mấy món đó. Nói chung tôi ăn cũng đơn giản, ăn rau là chính. Cô thích ăn chay à? Đồ chay rẻ, vừa hay có thể giảm cân cả đôi đường. Nhưng tôi pha cà phê cực kỳ ngon. Lúc học năm nhất, năm hai tôi đều làm thêm ở quán cà phê. Lần sau gặp, có cơ hội sẽ cho cà cậu phê thử. Tôi pha. Được. Dù gì về sau chúng ta đều phải thực tập. Chúng ta có thể cùng tìm công ty, cùng phỏng vấn, cùng tìm một công việc, kiếm được nhiều tiền. Được. Không được rồi, tôi phải nhanh chóng về. Chuẩn bị phòng livestream cho bạn tôi. Cậu ăn xong chưa? Ăn xong rồi. Cô ơi, tôi trả tiền rồi. Đã bảo tôi mời rồi mà. Vì cô nghèo mà. Nói đùa thôi, đi thôi. Được. Vậy lần sau tôi mời nhé. Được, lần sau nhé. Cậu không thể gặp được trai đẹp. Thì không lo cho tớ nữa. Gặp được trai đẹp gì chứ. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau. Lại tình cờ quen biết, tình cờ thế. Nếu đã quen nhau rồi, cậu mau chóng hỏi giúp tớ. Vi chát của đàn anh kia cũng được mà. Bọn tớ mới quen biết, ăn cùng nhau một bữa. Đợi thân rồi tớ hỏi giúp cậu. Mau hẹn đi. Người với người phải thường xuyên gặp mới thân được. Làm gì có ai vừa mới gặp đã lại hẹn. Vậy cậu hẹn cậu ấy. Livestream của bọn nhớ mình. Cậu ấy nhắm trúng cái gì. Tớ tặng cậu ấy cậu là đồ. Toàn bán đồ của con gái. Con trai người ta cần cái gì. Cậu hỏi chưa. Cậu ấy có bạn gái. Tớ hâm chắc. Bọn tớ mới quen tớ đã hỏi người ta có bạn gái chưa. Đi thôi, đừng để lỡ cậu hỏi đi. Tiền hỏi một tí thì có sao. Các cục cưng, tiếp theo chị Hân Địch sẽ lên cho mọi người một sản phẩm bom tấn phúc lợi này chỉ có ở phòng Livet tem chị Hân Địch. Trà trái cây Meko Hà Hân Địch, cái trà này trái cây rất này ngon. Có tất cả năm quen vị à? Không quen. Không quen thì xem Livesta bán hàng làm gì. Cậu thích cô ta à? Đây là gu của cậu nhỉ? Cái gì mà là gu của tôi? Cô gái này hình như là Hà Hân của đường bọn mình. Mùa hè bạn cất trong tủ lạnh. Tôi nói cậu biết, cô ta có gì đó sai. Tôi cảm thấy cô ta là lừa đảo. Lừa ai chứ? Bán hàng thôi mà, toàn bộ đều là giả. Tin tôi đi. Có nghe không hả? Nghe thấy rồi. Xin chào, đua số 0059 đúng không? Nào, ga tàu cao tốc. Đợi tôi nhé, hai hôm nữa về. Cậu đến nơi nói một tiếng nhé. Đi đây. Xem livestream ít thôi. Biết rồi, về đi. Lô Châu, Tứ Xuyên. Ông đừng xào cháy nhé. Không sao. Tiểu Thác, lấy cho ông cái đĩa. Đây à. Xong rồi. Thái tử chết rồi. Ai giết đấy? Để ông xem. Ông không xem trinh thám ly kỳ. Chuyển sang xem thần tượng cổ trang à. Không xem nữa. Quá hại não, không rõ hung thủ là ai, không có cảm giác thành công. Cái này đơn giản, chính là cậu giết anh ta. Cô ta gả cho cậu ta. Thích yêu người này đến yêu người khác. Hay. Sao ông còn đam mê chuyện yêu đương rồi à? Hồi ông còn trẻ, làm gì có thời gian yêu sau đương. Sau khi kết hôn, bà ngoại cháu quản quá chặt. Tuổi trẻ tươi đẹp của ông đều bị bà ấy làm lãng phí. Bây giờ ông xem cái này. Ông ngoại, dạo này có phải ông nhắm trúng ai rồi không? Đều là mấy bà ấy nhắm trúng ông. Ông không để ý đến họ. Ông không rung động. Có thể yêu đương. Cháu ủng hộ ông. Cháu yêu trước cho ông xem nào.
Cháu nấu canh đi đấy. Ông xem nốt đoạn này. Vâng. Ác thật. Hay thế sao ạ? Người này nham hiểm, xấu xa. Nào, ông ăn tôm ạ. Ngốc thật, ông ngoại. Cháu đi đón tiểu giả tan học. Đưa nó về xong cháu quay lại. Về nhà xong thì đừng vội quay lại. Ở bên bố mẹ cháu một lát. Nghe lời. Khó khăn lắm mới về một lần. Ở lại một ngày đi. Ngày mai hẳn về. Gặp tiểu giả. Đừng nhắc đến chuyện học hành. Sao vậy à? Nó bị bố mẹ cháu ép chặt quá. Sắp suy sụp đến nơi. Ngày nào cũng ép nó thi đạt điểm cao. Thi trường y. Ông lo cứ tiếp tục như vậy. Kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Đưa nó đi chơi cho khuây khỏa. Đừng lúc nào cũng gây áp lực quá lớn cho nó. Biết chưa? Vâng, cháu biết rồi. Ông ăn trước đi ạ. Cháu đi đây. Có phải con đang yêu không? Con yêu đương gì chứ? Không đúng. Con vui như thế. Chắc chắn là yêu rồi. Cũng đâu có việc gì. Con không vui. Không, con hẹn hò. Con nhất định phải nói với bố. Được chứ? Bố xin bố con yên tâm. Con nhất định sẽ nói với bố. Bố có yêu cầu gì? Nhiều yêu cầu lắm. Đầu tiên, sức khỏe phải tốt. Nhân phẩm phải tốt. Trông phải đẹp trai. Tốt nhất là học vấn cũng tốt. Nhưng quan trọng nhất cậu ta phải tốt với con. Bố cái gì cũng phải tốt. Người ta dựa vào đồng phải tốt với vậy con. Cậu ta dựa vào đồng không tốt. Chúng ta tốt chúng ta không thể chịu ấm ức. Bố. Bố có tin giữa người với người đều có duyên phận không? Tức là có sự trùng hợp. Duyên phận chắc chắn có. Nếu nói trùng hợp, bố con đây tâm đắc nhất. Vì bố và mẹ con chính là không trùng hợp không thành người nhà. Lúc trước bố lái xe to, bố nói với bố con nói rồi với nhỉ. Con chuyện kể rằng ngày xưa bố lái xe đi đưa hàng, giữa đường gặp một cô gái chặn xe bảo bố cho cô ấy đi nhờ bố một thấy đoạn. Tiện đường. Bố lại có lòng tốt. Bố chở cô ấy đi. Bố có lòng tốt. Hay là thấy người ta xinh đẹp, chắc chắn là cô ấy xinh đẹp, đúng chứ? Suốt dọc đường trò chuyện rất vui. Nhưng người xưa có câu rất hay, trên đời không bữa tiệc nào không đến nơi người ta đi mất luôn. Bố không xin thông tin liên lạc vậy biết biết mấy. Chứ còn gì nữa? Lúc đó bố bực nói suốt con mấy còn ngày chẳng ăn cơm, khó chịu thế ạ. Nhưng người xưa lại có câu rất hay, núi sông trùng điệp tưởng không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng. Chuyện kể rằng một ngày cách đây đã lâu, bố đến một quán ăn ăn cơm. Con đoán xem bố thấy ai? Cô gái chặn xe. Sao, sao con biết? Bố kể chuyện này bố với con. Kể với con. Con nghe còn cẩu huyết. Phim truyền hình cẩu huyết. Sai. Đây không gọi là cẩu huyết. Đây gọi là duyên phận. Vì lúc đó bố gọi một suất cơm. Cô ấy tặng bố một bát canh. Thông thường gọi cơm đều tặng. Cái này thì khác. Vì bát canh này là tận tay cô ấy bưng cho bố. Bố vừa nhìn là biết cô gái đó có ý với bố, nhất định phải cố gắng hơn nữa. Thế là ngày nào bố cũng đến gọi cơm, ngày nào cô ấy cũng bưng canh cho bố, ngày nào cô ấy cũng bưng canh cho bố, là bố bưng canh cho cô ấy. Vì cô ấy đã trở thành mẹ con. Sau đó, bố đi theo mẹ con đến Trùng Thánh. Duyên phận. Duyên phận. Con à, duyên phận đến không dễ dàng gì. Thật ra muốn giữ nó còn khó hơn. Bố không giữ được mẹ con. Bố, đi thôi. À, phải rồi, con vẫn chưa nói duyên mới tình của hình, con. Tình hình thế nào? Con có duyên phận rồi. Còn tình hình mới, con nói với bố sao? Đừng, chắc chắn có rồi. An Tri Tước, Hiểu Hiểu, mau lên. Hôm nay thế nào? Uyên bác, siêng năng, thực tế, sáng tạo. Bên này. Sao anh lại ở đây? Đến đón em.
Em có học mẫu giáo đâu, cần anh đón chắc. Ăn cơm chưa? Ăn xiên nướng được không? Tiểu Dã, anh vào nhé. Em đừng vừa về nhà đã trốn trong phòng luyện đề. Cầm điện thoại luyện đề à? Mua lúc nào thế? Lần trước anh về vẫn chưa có. Bọn mình trò chuyện đôi câu. Không rảnh. Anh có đắc tội em đâu. Không phải bố mẹ gọi anh về phán em à? Bắt em thi trường y chứ gì? Có thôi đi không? Em không muốn nghe. Không, là tự anh về. Tiểu Thác, Tiểu Dã. Cho bé tiếng điện thoại đi, ảnh hưởng em con học bài. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ con. Về rồi à? Bố, sao lại về? Tôi đi hâm nóng cơm về thăm ông ngoại à. Có phải sắp được nghỉ không? Kỳ nghỉ có kế hoạch gì? Phải thực tập với cả phỏng vấn. Năm ba thực tập có tính học phần khó à? Vậy đừng đi đi về về nữa, lãng phí thời gian. Lão Lâm, ăn cơm xong rồi làm việc tiếp. Này, con cũng uống bát canh đi. Con cảm ơn mẹ. Con có chuyện à? Chuyện nhỏ. Nói đi. Nhỡ, ý con là nhỡ. Nhỡ lần này Tiểu Dã không đủ điểm thi vào đại học y. Con muốn nói gì? Con muốn nói là điểm đại học y rất cao, không dễ thi. Nhỡ lần này Tiểu Dã không đủ điểm, vậy thì thi lại. Bố, con cảm thấy chúng ta nên nhắc suy nghĩ của Tiểu Dã. Uống xong canh chưa? Không uống thì về phòng đi. Con có định thi thạc sĩ không? Có ạ. Con đang định thi. Vậy thì con đừng lo chuyện khác. Chuyện của em trai con, trong lòng bố biết rõ. Vâng.
khoảnh khắc của Lâm Thác. Mẹ, mẹ hỏi con nhé, sao tự nhiên con nói đến chuyện thi đại học của Tiểu Dã? Con muốn nói đỡ Tiểu Dã vài câu. Sắp thi đại học rồi, áp lực học hành lớn, có chút không vững là chuyện bình thường. Con làm anh, con khuyên bảo nó. Mẹ, con cảm thấy về việc này chúng ta phải cân nhắc cảm nhận của Tiểu Dã. Lẽ nào không đổ đại học thì không còn đường nào khác nữa? Đâu phải chỉ có một con đường đúng đắn này, nên đi đường nào là tự do của nó. Chúng ta không thể lúc dùng nào suy nghĩ của chúng ta can thiệp cuộc đời nó. Con về không phải là thăm ông ngoại, mà là về vì Tiểu Dã. Không à? Sao mọi người ai cũng nói vậy? Bây giờ con làm Viễn không vừa lòng. Tiểu Dã cảm thấy con thay bố mẹ đến phê phán nó. Bố mẹ cảm thấy con thay nó đến thuyết phục bố mẹ. Lần này con về thấy tâm trạng Tiểu Dã không tốt, con hơi lo. Ban đầu con không bằng lòng thi đại học y, lúc đăng ký nguyện vọng tự điền trường và chuyên ngành làm bố con tức đến nỗi suýt mắc bệnh. Hơn một năm không nói với con câu nào, con quên hết rồi à? Bố đã thỏa hiệp một lần rồi, con bảo ông ấy thỏa hiệp lần nữa là điều không thể. Sao việc này lại là thỏa hiệp được? Vì sao bố mẹ lúc nào cũng đặt mình vào vị trí của người bị hại này? Con nói gì thế? Bố mẹ không muốn tái diễn chuyện năm đó. Không khổ sở à? Không phiền phức à? Con sắp tốt nghiệp rồi, còn phải đối mặt với thi thạc sĩ. Con không thi thạc sĩ, con cũng không thi được. Bây giờ đến nghiên cứu sinh tìm việc còn khó. Một sinh viên đại học thường như có tìm được việc không? Có tự lập được không? Có nuôi sống bản thân được không? Con cân nhắc những chuyện này chưa? Con cân nhắc rồi. Con có thể tìm được việc, có thể nuôi sống bản thân. Vậy con làm việc của con, chăm sóc tốt cho bản thân mẹ. Được rồi, không muốn nói về nữa. Về bên ông ngoại con đi. Hôm nay có bánh bao. Bố, hai hôm nay huyết áp của bố hơi cao. Sao con biết? Máy đo huyết áp liên kết với điện thoại của con. Con nói xem công nghệ cao chẳng có gì con tốt. Người đều trong suốt, không chẳng phải chuyện tốt gì. Bố huyết áp cao mới không phải chuyện tốt. Bố không được uống rượu nữa đâu. Sáng thứ năm khám sức khỏe cho bố rồi. Bố phải đi. Sáng thứ năm. Thứ năm bố chạy xe, bố kiếm tiền ít đi nửa ngày. Không được à? Nộp tiền rồi không cho trả lại. Không, con tiêu tiền bừa bãi thật. Khám sức khỏe ở đâu? Bệnh viện à? Không sao, đến bệnh viện làm gì? Bố nói con biết, bố ghét nếu đi bệnh mắc viện bệnh, nhất. Bố không đi bệnh bố viện. Bố đi đâu à? Con ở nhà chữa cho bố. Bố à? Dám để con chữa cho bố không? Đi, khám gì? Chỉ là khám sức khỏe thông thường với cả nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày, cầm ống đút từ đây vào. Phương pháp không đau, không đau đâu. Phương pháp không đau có phải đắt không? Hay là như này, con đổi đi, đổi sang phương pháp bố, bình thường. Bố là phương pháp cần. Bình thường. Phương pháp bình thường không bố không khó chịu. Bố không nôn à? Lớn tuổi rồi, chịu khổ ít thôi. Vẫn là con gái bố hiếu thảo. Nhưng mà thực ra bố không yếu đuối đến thật thế. Đấy, cổ họng bố đừng, cực kỳ đừng nói là cái ống đấy, trứng gà bố cũng nuốt được. Bố nuốt một quả cho nhưng con xem như này.
nghẹn rồi chứ gì, coi bản lĩnh của bố kìa. Con bóc một quả cho bố nhé. Ăn thi tước, cốc latte đường đầu tiên của mùa thu. Latte đường. Lâm Thác, bao nhiêu tiền một cốc latte đường? Bao nhiêu tiền một cốc latte đường? 15 tệ một cốc, hôm nay miễn phí. Cà phê miễn phí uống ở đâu? Còn nửa tiếng nữa tô đến ga tàu cao tốc. Đến đó đại khái mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Vậy bọn mình 3 tiếng rưỡi sau gặp. Vậy bọn mình 3 tiếng rưỡi sau gặp. Bác Tài, lái nhanh chút. Được thôi. Một cú sút rất có tính uy hiếp tới khung thành đội bạn. Hơn nữa trong pha ghi bàn thứ hai trong số các tuyển thủ, vừa số hay là này. Chúng ta cùng xem lại xem, cú sút cực căng về phía khung thành khoảng cách rất gần. Nếu góc sút không quá thuận lợi, sợ là thủ môn cũng gặp phiền phức to rồi. Thế nên trong trận đấu về công hay thủ, từ góc độ may mắn mà nói thì vẫn thiếu một chút may mắn. Hôm nay đến xem ghi bóng đá lần thứ 8 của trường. Ai đó? Lão An đây, lại không đem chìa khóa rồi. Tới đây. Tập 2 Hoa Dại Sinh Trưởng, vừa hay yêu nhau. Nếu ngày nào đừng thứ 7 thì tốt càng ai thể là những điều mẹ nổi khỏe không mạnh. Ngờ đến. Đợi lâu chưa? Sao cậu lại đi từ bên đó tới? Đi đường tắt cho nhanh. Bỏ nhà ra đi à? Tự lực cánh sinh. Vậy, khởi đầu bằng một ly latte nhé. Tới rồi đây. Thế nên cà phê thủ công của ca thợ pha là được mua trong tiệm tiện lợi. Cái này gọi là latte thủ công gấp đôi đường. Uống thử đi. Thế nào, hương vị có phải hơi khác không? Tôi thấy ít nhất phải mắc hơn 10 tệ. Cảm ơn, đừng khách sáo. Cậu thực sự không có chuyện gì chứ? Tôi cứ cảm thấy thái của cậu không ổn. Hẳn là do ngồi xe mệt quá. Không sao cả. Nhà cô ở gần đây à? Quẹo vào con hẻm nhỏ này, đi một chốc là tới. Tiệm tiện lợi này cảm giác cổ tích nhỉ. Đây là tiệm tiện lợi nổi tiếng chỗ chúng tôi đó. Bán cà phê suốt 24 tiếng. Ông chủ của tiệm này là một ông chú chơi nhạc rock. Chú ấy chơi thể loại nhạc như nhóm Nirvana ấy. Cậu biết nhóm Nirvana không? Không biết. Là một nhóm nhạc được thành lập lâu rồi. Giờ chắc đều là các chú. Các ông hết rồi.
Cô thích nhạc rock hả? Bố tôi thích nhạc rock, từ nhỏ tôi đã nghe mấy bài đó ở nhà suốt. Bố tôi lái xe taxi mà, vô cùng quan tâm tới của mình. Thế nhưng vừa tan làm, trên xe không còn khách nữa, ông ấy lại bật mấy bài mạnh mẽ. Cậu nghĩ thử coi, một ông chú lái taxi trong xe bật loạn rock hết sức, có phải ngầu lắm không? Đúng là rất ngầu. Tôi thích bố cô rồi đó. Còn bố cậu thì sao? Bố cậu làm nghề gì? Làm phẫu thuật. Cũng khá ngầu. Ngầu lạnh lùng. Vô cùng ngầu. Chả trách cậu lại làm thiết kế, hẳn là do di truyền nhỉ. Tay cậu khéo léo thế mà. Nghe cô nói thế, hình như cũng có chút liên quan đấy. Tôi vẫn luôn cho rằng tay nghề khéo léo di truyền từ ông ngoại tôi là một thợ mộc vô cùng lợi hại. Cậu có nói, tôi còn nhớ ông có một xưởng mộc của riêng mình, nhỏ thôi, nhưng mà tuyệt lắm. Lúc nhỏ mỗi lần tôi tới xưởng, tôi đều cảm thấy trong xưởng có robot. Vào năm tôi 7 tuổi, ông ngoại thực sự dùng gỗ làm cho tôi một con robot. Là cái loại mà chính ở cửa hàng tiện lợi kim khí cầu này. Sự may mắn của tôi bắt đầu, nhưng cũng là nơi khởi đầu sự bất hạnh của cô ấy. Sau này tôi từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu quay ngược thời gian, tôi có đến chỗ hẹn một lần nữa không? Đáng tiếc, không có nếu như. Cậu làm gì vậy? Dạ tôi giật cả mình. Hai việc. Thứ nhất, cậu đã hẹn tôi cùng đi ăn cơm tối. Thế nhưng lại để tôi tới chờ ở đây 9 giờ rưỡi. Gọi cũng không bắt máy. Là sao? Hết pin rồi. Không mượn được sạc dự phòng. Cậu đi nơi nào? Lạc hậu thế sao? Đi gặp ai? Gặp một người bạn. Bạn gái. Nói việc thứ hai đi. Được. Ý gì đây? Cậu mua cho tôi 6 là sao? Bình thường cậu còn không mua nước uống cho tôi cơ, sao nay lại mua nhiều thế? Cậu có ý gì? Trả tiền thuê nhà à? Trần Quang Phổ, vì tôi muốn chăm sóc cậu mới sống ở đây, đòi tiền thuê nhà của tôi cũng có thể về ký túc ở. Cậu đứng lại. Ý gì đây? Muốn chạy à? Khiến tôi bị thương thành còn như vậy chạy phải không? Cậu về ký túc thì ai chăm sóc tôi? Cánh tay này của tôi còn chưa lành một hẳn. Tay thì sao mà tôi sinh cả hai tay còn lành lặn? Cậu cũng quắc hoạt bình tôi thường được vào phòng đây. Cậu đứng lại. Bây giờ cậu nói rõ ràng cho cậu tôi. Đi gặp bây ai? Giờ nói rõ ràng cho bên tôi. Bên phải. Cậu lên từ bên phải. Bên phải đây bên rồi. Phải. Đợi tôi nhé. Lên đi nào. Làm gì vậy? Con có cảm thấy nay con bé nói rất nhiều không? Cứ cười mãi không ngừng. Đẹp, sao bố thấy sắp có chuyện rồi nhỉ? Chắc chắn là có liên quan tới anh chàng đó. Anh chàng nào? Hay lắm, ngầu quá. Con chưa báo lại với bố. Báo cái gì? Không phải chứ. Ơ kìa, đợi đã. Mấy hôm trước, cậu ấy đi gặp được một anh chàng. Sau hôm đó, cậu ấy khác hẳn. Bố coi kìa. Mặt bác vui vẻ, đáng sợ biết bao. Ơ kìa, cậu kia. Ở đâu, tên gọi là gì? Cậu ta học ngành gì, làm nghề gì? Con không biết, cậu ấy chẳng nói gì với con. Chỉ là hôm đó nói với con một câu. Cười lên trông rất đẹp trai. Ở dưới tháp. Đúng rồi, đúng. Tiểu tước. Chuẩn bị. Cười lên vô cùng đẹp. Tuyệt quá đi. Có biến. Mở cuộc họp. Quen bao lâu rồi? Mới quen mấy hôm. Là một người bạn thôi. Cùng đi ăn một lần. Còn uống cà phê. Bằng tuổi con. Năm ba. Độc thân. Ăn cơm xong có hôn chưa? Sao thế được? Nắm tay ở đâu ra chứ? Rốt cuộc yêu là gì? Đừng nói tới là tới. Là kiểu tôi thích. Cười lên trông rất đẹp. Em khiến anh quay cuồng trong mơ hồ. Anh cũng không biết chúng phải loại độc gì. Rốt cuộc yêu là gì? Tiểu tước,
Tiểu Thác tương lai đáng mong đợi. Rốt cuộc tình yêu là gì? Không phân phải trái, đúng sai. Rốt cuộc tình yêu là gì? Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc tình yêu là gì mà không thể không yêu? Được rồi, ngồi vững nhé. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, em lại xuất hiện trong tâm trí anh. Rốt cuộc yêu là gì? KEEP lại. Phòng tự học gió xuân dịu dịu. Tuyển thời vụ hè. Chỉ tuyển một người. Lúc tôi xem trong trường, không nói chỉ tuyển một người. Vậy thì cậu thử đi. Tôi không sao đâu. Cô đi đi. Cậu tìm được, đương nhiên là cậu vào rồi. Cô mau vào đi. Vậy không thì chúng ta tìm ông chủ hỏi lỡ đâu xem. Được. Được, đi, đi thôi. Tình hình thực tế, tôi đã nói với rất cô rõ cậu. Ràng rồi. Thế nên hai cô phòng cậu tự học của chúng tôi không lớn. Chúng tôi thực sự chỉ cần một người thôi. Vậy hai chúng tôi cùng làm. Nhưng chỉ tính công của một người thôi. Việc này, đúng thế. Một phần tiền công. Thế thì không được ổn lắm. Không sao cả. Chị coi nè, hai tụi em cùng làm, hiệu suất công việc chắc chắn sẽ hơn so với một người. Chị nói xem đúng không? Được. Có thể. Phòng tự học gió xuân dịu dịu. Tôi có một đề nghị khác. Cậu nói đi. Tôi có thể giúp cô bán há cảo. Được đó. Thế thì chúng ta sẽ có hai phần lương. Hai công việc bán thời gian. Không lỗ. Hoàn hảo. Cạn ly cạn. Thử món khoai tây này đi. Chỉ nhà này có. Thực sự rất ngon. Để tôi thử. Cậu thử đi. Để tôi coi. Còn một xiên này. Ngon không? Ngon. Không đúng. Chúng ta tới tiệm há cảo làm. Tới phòng tự học quét dọn. Cái này không tính là thực tập. Không có học phần. Đây là làm thêm mà. Chúng ta lại tìm chỗ thực tập tiếp vậy. Được. Để tôi tìm. Cô không cần lo. Mời cậu một lon. Được. Tửu lượng của cô được đó. Tửu lượng của bố tôi khá tốt. Di truyền từ bố. Chủ yếu là tôi uống bồi ông ấy thôi. Nghe có vẻ uống rất được ha. Tôi chưa từng uống với bố mình. Bố cậu không uống rượu à? Không hay uống. Cũng sẽ không uống với tôi. Chủ yếu là uống cùng lãnh đạo. Cũng đúng. Phần tử tri thức mà. Giáo dục tương đối nghiêm khắc. Cậu không giống bố tôi. Trình độ văn hóa không cao. Ông ấy à, khá tùy ý. Rất dễ gần. Hâm mộ cô quá. Tôi hâm mộ cậu mới phải. Được rồi, hai chúng ta đừng hâm mộ nhau nữa. Chúc mừng ta tìm được việc làm thêm. Chúc mừng. Hôm nay uống thêm hai lon. Cửa hàng tiện lợi. Đi đâu vậy? Đi mua bia. Cô ngồi xuống đi. Tôi đi mua. Đây là nhà tôi. Không ổn thịt ta tới thẳng bệnh viện đi. Không cần đâu. Vậy bố cô có nhà không? Nay bố tôi làm ca tối. Không ở nhà. Mời vào. Tôi lấy dép cho cậu. Để tự tôi tự làm. Không sao. Không sao nào. Đâu. Cậu ngồi đi. Hay là cứ gọi bác sĩ tới xem thử đi. Không sao, bị cảm thôi. Uống thuốc là khỏi ấy mà. Vậy nhà cô có thuốc cảm không? Có, tôi đi lấy. Có nước nóng không? Có, ở trên bàn ấy.
để tôi làm cho. Cảm ơn. Cũng được, không quá nóng, uống đi. Cảm ơn. Đo nhiệt độ thử đi, nhà cô có nhiệt kế không? Có, ở đây. Cô đo đi, được. Nhà cô trông ấm cúng quá. Cũng ấm cúng lắm, chỉ là phòng có hơi cũ. Nhà tôi mua nhà mới rồi, tiền cọc đợt đầu cũng trả rồi, giờ còn đang trả thế chấp ngân hàng, năm sau là ở được rồi. Vậy căn này nhà của cô, đến lúc đó có thể cho tôi thuê. Tốt nghiệp xong cậu sẽ ở lại à? Đúng thế. Đợi tôi tốt nghiệp rồi tôi sẽ ở lại đây, thuê phòng, tìm việc làm, được đó. Vậy đến lúc đó, tôi cho cậu thuê căn này với giá hời nhất. Nhà mới của tôi cũng không xa nơi này lắm, vậy tôi sẽ cố gắng gom tiền. Cô thật sự không sao chứ? Mặt cô nhìn đỏ lắm. Tôi không sao, chỉ là bị cảm thôi, ngủ một giấc là ổn. Vậy tôi đi đun thêm nước nóng. Được, cảm ơn. Tước Nhi. Cậu là ai? Cháu. Cậu là ai? Chú ơi. Cậu là ai? Bố cậu nói lại đi. Để xuống, bình tĩnh lại chút. Cậu ta là ai? Cậu ấy là. Cháu là bạn trai cô ấy. Bạn trai. Hai đứa hẹn hò. Từ bao giờ? Chú à, ban nãy cậu nói là cháu là bạn trai của Tước Nhi, cậu nói rồi, đúng không? Cháu đã nói thế. Vậy thì mau khai đi. Khai cái gì ạ? Khai cái gì? Hai đứa khai mau. Quen đầu yêu đương kia nào? Con quen bạn trai mà người làm bố như bố lại không coi được không? Chú à, cậu ngồi xuống cậu đi. Cậu cao thế này, tôi nhìn mà thấy ngồi chóng đi, mặt. Ngồi xuống.
nói đi. Thưa chú, ban nãy cháu hơi cuống, nói không rõ. Là cháu muốn làm bạn trai của An Tri Tức ạ. Con đừng có cười, bố nói con biết. Đây là chuyện của cánh đàn ông bọn bố và cậu ấy phải nỉ chuyện với này, nhau. Cậu muốn làm bạn trai Tức thì cậu làm bạn trai. Hai đứa hiểu rõ về nhau ạ. Con đừng cười nữa, nghiêm túc đi. Hiểu nhau cũng không được. Có hiểu thì Tước Nhi nhà chúng con bé có đồng ý không? Đồng ý. Vậy tôi đi. Bố, chú không đúng. Hai đứa bây giờ thực là đang yêu nhau không? Bây giờ chắc chắn là có rồi ạ. Chú à, chú yên tâm, cháu nhất định xử sự với Tước Nhi thật tốt, hy vọng chú ủng hộ tụi cháu. Nào, chú. Vừa gặp đã yêu. Thật chứ? Cảm ơn, chú. Biết lúc trước tôi làm gì không? Chạy xe công. Nội Mông Cổ, Tứ Xuyên đều chạy. Lúc đó chạy xe làm gì yên bình như bây giờ. Hồi đó dạng người gì cũng có. Cậu coi ở đây. Ở đây. Đằng sau cũng có. Cháu thấy rồi, cháu thấy rồi. Nhìn thấy vết sẹo rồi. Đều từ lúc đó mà có. Nào, sờ thử đi. Sờ thử đi. Toàn là cơ bắp đó, ở đây nữa. Ở đây, đây và đây nữa. Cứng, cứng lắm ạ, được lắm ạ. Tự mà liệu đấy. Nhớ, nhớ ạ. Tiểu, Tiểu Lâm. Lâm Thác ạ, đúng rồi. Nếu cậu trông yếu ớt mỏng manh quá. Biết không, cậu phải rèn luyện nhiều vào. Chân, chân tay nhỏ như cậu. Mỗi ngày phải luyện 5, 6 luyện tiếng vào. Chừng 5 chắc rưỡi sẽ cường tráng hơn. Ăn táo, uống trà. Khoảnh khắc ta giao nhau, cảm giác như trúng tiếng sét ái tình. Ôi khuôn mặt anh. Em lên trước đi. Được. Dù làm gì cũng đắm chìm. Khi hạnh phúc đôi khi đến bất ngờ. Mũi tên của Cupid khiến mọi thứ đều trở nên diệu kỳ. Em mau về nhà đi, lát nữa lại bị cảm mất. Về phải uống thêm gói thuốc nữa đó. Nhớ uống nhiều nước tối, đắp chăn cho kỹ. Nếu còn khó chịu thì gọi điện cho anh đưa em đi bệnh viện. Nghe chưa? Nghe rồi. Em cứ nhìn anh làm gì? Em có hơi mơ hồ. Anh cũng có chút mơ hồ. Chắc không phải vì bị cảm đâu nhỉ? Không phải bị cảm. Bị cảm tới mức có được bạn trai sao? Đều là thật phải không? Sợ ngày mai thức dậy mọi thứ đều biến mất. Cuối tuần tay trong tay. Là thật đó. Đi hết những nơi yêu thích. Ngồi kề nhau trên xe bus. Phủ đầy những hồi ức ngọt ngào. Khắp mọi ngóc ngách quen thuộc. Ngắm mặt trời lặn trong đôi mắt anh. Bạn phải tin rằng sẽ có một người từ trên trời rơi xuống.
Anh ấy tựa như nhân vật ra từ trong phim, xuất hiện một cách thần kỳ trong cuộc đời của bạn. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ đi cùng nhau cả đời. Tôi tưởng rằng khoảnh khắc này sinh ra vì tình yêu. Hay nói tốt nghiệp còn xa lắm, mới đó đã mỗi người tốt nghiệp câu lạc bộ nhảy hội việc làm. Ngày hội việc làm. Chúng ta tốt nghiệp rồi, chuyển nhượng miễn phí. Chuyển nhượng ghế điện tử, chuyển nhượng máy tính để bàn giá rẻ. Nhỏ tiếng chút đi, chút nữa tôi còn phải phỏng vấn về nữa. Rồi đây. Mau mau, mau nào, mau mặc vào. Mặc vào gì thế? Sắp tốt nghiệp rồi còn ngủ có nữa. Để người ta ngủ chân không? Dài quá nhỉ. Ổn không? Được không? Cổ áo đẹp, cổ áo lắm, này được đó, hoàn hảo. Đợi chút, đợi một cậu lát. Kia đợi lát, đợi một không lát. Nền phía sau, cái nền này không ổn, thu dọn dọn đi. Hết mấy cái không này sao. Đi cầm không máy sao. Lên cầm máy lên đi. Đại lượng được cầm rồi, cầm cho cầm mấy cái nào. Mau đi cầm chắc, giữ lấy đi, không thì tôi xoa luôn tài mau khoản lên tên cầm cậu. Chắc đấy. Được rồi, được yên lặng đó, yên lặng nào. Được rồi. Hệ thống phỏng vấn online. Buổi chiều tốt lành, tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 của Đại học Khoa học Nghệ Đông Lâm Thác. Gì à, sắp xong rồi, không còn hai cái nữa sủi cảo tươi linh lung. Không vội, sao hôm nay không thấy bạn trai cháu? Lâm Thác bận việc rồi. Lát anh ấy tới ngay đây. Xong rồi à, đi được, lần sau lại ghé được. Nhường một xíu. Tới đây, tới rồi đây. Nào, mau mau. Sắp không kịp mất rồi. Đó, họ hối em rồi, bao tay. Nào, bên này. Anh cởi cho em. Anh đi trên đường có kẹt xe không? Cũng tạm. Cầm đồ chưa? Xong rồi. Em đi đây. Đi đường cẩn thận. Tập đoàn Diệu Thế. Bên này. Cậu mặc cái gì vậy? Trang điểm kiểu gì đây? Cậu tới đây làm gì? Có phải còn tớ nhớ tính beauty blogger nhà đâu? Vệ sinh ở đâu vậy? Tớ dẫn cậu đi. Bên này, bên này. Sủi cảo tươi linh lung, Lâm đẹp về rồi. Cảm à. Ơn cháu, nay vất vả rồi. Dì mua cho tụi cháu trà trái cây tụi cháu thích này. Tiệm đó đổi vị rồi. Cháu coi, vải và chanh dây. Cháu uống thử đi. Được, để cháu thử. Ngon không? Ngon. Tiểu Tước đâu? Em ấy đi phỏng chút vấn nữa rồi. Quay được. Lại. Được, đúng rồi. Dì Ngô làm tóc, có đem cho dì trái bí đao. Tiêu rồi, cháu tiêu coi rồi. Gì này có buồn cười không cơ chứ? Dì đi uống tóc, tiền còn chưa trả cho người mà ta mà đã đi mất. Tiêu thật là, rồi. Đợi chút, dì về. Dì về rồi nói nha. Được, dạ cháu được. Cứ giữ lấy nhé. Dì đi trước nhé. Nhé. Dạ, anh giật mình. Cái này là hình trái tim hả? Anh khéo tay quá. Muốn ăn không? Muốn ăn. Anh gói cho ai vậy? Dì Vương. Dì quay lại rồi. Có việc dì muốn nói với hai đứa. Con gái của dì sắp sinh rồi. Dì chắc là phải qua bên đó ở. Dì phải phụ nó trông cháu. Thế nên dì không mở gian hàng này nữa. Là phải đóng cửa rồi à? Chẳng còn cách nào khác. Giờ thuê bảo mẫu mắc quá. Không bằng dì qua đó giúp nó. Dì coi. Gói sủi cảo này, trộn nhân này, cháu vừa mới quen tay quen việc là đã phải thất nghiệp rồi. Hai sinh viên đại học như tụi cháu, sao thất nghiệp được? Tìm cái là có việc ngay. Hai đứa cũng không thể nào ở tiệm sủi cảo này. Gói sủi cảo cả đời, đúng không?
Hai đứa mau ăn cơm đi, chẳng phải ăn cơm hai đứa phải tới phòng tự học à? Vâng đúng ạ. Có phải không? Vâng, mau, vậy mau, chúng cháu đi trước đây rồi, cháu đi ạ. Đọc vạn cuốn sách, đi học ngàn đi dặm đôi đường. Với hành, thời gian say là vội vàng phần. Là bạc. Anh Lâm Thác. Bối bối tới rồi à, nào, để anh ôm nhé. Mẹ con bé đi làm ca đêm chỉ rồi. Đành mang con bé tới làm đây. Phiền cậu rồi, Tiểu Lâm. Không phiền đâu. Bối bối, chúng ta để bố xem sách. Em chơi với anh được không? Phải nghe lời đó. Không được làm phiền anh làm việc. Có chuyện gì thì nói với bố. Được không? Đưa tôi đi. Hôm nay em sẽ kể anh nghe câu chuyện gì đây? Chuyện về tinh linh. Tiểu Lâm, lại làm phiền cậu rồi. Nào, từ từ thôi, con bé ngủ rồi. Đi nhé, chú Tư. Sinh nhật vui vẻ. Sao, sao cháu lại biết? Cảm ơn nhé. Không có gì, chú mau đi đi. Chú Tư, đi nhé. Chăm chỉ, nỗ lực quá. Có điều, chú Tư vừa cha chăm con vừa thực sự rất khó khăn. Đã là lần thứ tư rồi đó. Còn không thi được thành chú năm rồi. Đúng rồi, hôm nay nên phát lương cho hai em rồi. 32 tuổi, thi trượt nghiên cứu sinh 4 lần. Con gái 3 tuổi, có biết rằng bố của con bé là một người vô dụng không? Chẳng ai nhớ tới người vô dụng này. Chú Tư, ngày mai đón sinh nhật. Mẹ, Tiểu Giả gọi điện cho con chưa? Chưa, sao thế? Hôm nay bố nó nổi giận với nó, đến giờ còn chưa về nhà. Mẹ lo quá. Có khi nào thằng bé ở thư viện không? Giờ này thư viện đã đóng cửa lâu rồi. Phòng tự học gió xuân dịu dịu. Nàng bé lại nói chẳng chút quan tâm đến việc đó. Bố con nói mấy câu là lại tức. Mẹ cũng không khuyên nổi. Bố mẹ đừng lo lắng. Vậy lát nữa con gọi cho thằng bé. Được, được, con nói chuyện với thằng bé nhé. Con biết rồi. Đúng rồi, mẹ, hôm nay chỗ con làm phát lương rồi, con gửi cho mẹ đấy. Mẹ thấy chưa? Vì chắc hả? Mẹ chưa xem. Mẹ vừa mới tan làm, mẹ vẫn nói thế thôi. Con ráng tìm một công việc đàng hoàng cho mẹ, nghe chưa? Con biết rồi. Đang tìm à? Ừ. Mẹ cúp trước đây, con gọi lại xem em thử. Con đã về chưa? Mẹ. Sao vậy? Không có gì. Mẹ lo lắng cho anh. Hỏi anh phỏng vấn thế nào rồi? Không biết điện thoại của e bị gì, lại sập nguồn rồi. Mở không lên nữa. Để anh xem thử. Em còn nói muốn mua cho anh đôi giày. Chẳng phải các anh sắp thi đấu rồi à? Lên rồi. Chắc là pin không vào. Sao cứ vào tay anh là nó lại bình thường nhỉ? Anh coi có thích cái này không? Không được mua. Tiền lương em kiếm là để em tiêu cho chính mình. Giày bóng rổ của anh còn tốt mà. Tiêu rồi. Sao thế? Sủi cảo còn ở trong cặp. Trong này à? Sủi cảo trái tim của em. Anh bỏ vào. Sao không nói với em tiếng nào? Thôi bỏ đi. Coi nó như bánh kẹp mà ăn vậy. Anh về gói lại cho em đi. Được, muốn ăn bao nhiêu thì gói đấy nhiêu. Này chẳng phải là bánh kẹp à? Xử nó. Người đâu? Dùng chiêu một qua xử đây hắn đi. Qua đây. Tiểu Giả, chơi thêm hai thu trận binh nữa. Thu binh, thừa cơ họ không có ở đây, mau chạy. Đúng, đúng.
lì xì uy cậu chỉ có thể thế này, có người tới, tiểu giả. Tiểu giả đã nhận lì xì của bạn, cái này còn tiêu rồi, tiêu rồi. Cái này còn để người khác giành mất. Rốt cuộc là cậu đi dò đường không thế? Xiên nướng về rồi đây. Không phải cho cậu, ngồi xuống. Xiên nướng Đông Bắc anh họ tôi mua từ nước ngoài về đó, không phải đâu. Cậu sao vậy? Tôi bảo cậu qua bên cậu tôi. Không đi, tôi chỉ đành quay lại tìm cậu. Chỗ cậu cách ngày mai tôi phỏng vấn xa quá. Được, cậu nói gì cũng đúng. Để xuống, không phải cho cậu đâu. Chẳng phải cậu quay lại tìm tôi à? Cho ai đây? Chanh nhỏ. Chẳng phải hôm qua người ta chặn cậu rồi hả? Tôi nói cậu nghe, Lâm Thác, cậu đừng có tình yêu rồi. Thì ở đó nói dễ dàng lắm. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, giờ không tìm bạn thì gái bao giờ tìm? Tình yêu học đường là đẹp nhất, có hiểu không? Nếu lát nữa người ta có đuổi thì nhớ mang xiên nướng về đừng nhé. Lãng phí. Tôi đề nghị cậu nói cái gì dễ nghe chút. Với cả hai cậu ấy, hai cậu độc thân suốt 4 năm rồi, đừng chơi nữa, mau chóng tìm việc đàng hoàng làm đi. Trần Quang Phổ, lát nữa hẳn đi, tôi cho cậu coi cái này, đảm bảo cậu không hối hận. Cậu coi thử bài đăng nhỏ đi. Cái gì đây? Thằng này là ai? Vừa mới chặn tôi, hôm nay lại ra ngoài hẹn hò. Tự hỏi bản thân mình đi. Cô ấy tiêu chắc đời đó cho tôi. Không cần xiên nướng nữa à? Không cần nữa. Hay là tôi ăn thử nhé? Mở tiệc thôi anh em ơi. Đồ ăn Đông Bắc quả đúng nào vị. Ăn thôi. Đúng. Hai, ba, tới đây, tới đây. Ơ kìa, sao bố không mở được cửa nhỉ? Nào, để con chỉ bố. Con xem, chỉ cần ấn vào đây, đúng chứ? 9, đúng rồi. 8, bố nói nhỏ đây là mật khẩu đó. 0, 5, 2, 3. Con coi, không mở, con coi bố xem nè, còn phải ấn nút thăng nữa, chẳng phải mở rồi à? Sao, sao mà, bố quên ấn nút, thăng đúng không? Vào nhà đi. Này, chỉ là cái đó, cái khóa này phiền quá. Chẳng phải có loại khóa, chỉ cần ấn đầu ngón tay vào là có thể mở khóa đó. Chẳng phải rất mắc sao? Ấn mấy lần là nhớ thôi. Theo bố thì con mua cái này thải rồi. Con biết mà, nhà mình sắp chuyển đi rồi. Con nói xem, con tốn còn tiền phải mua cho cái này nhà cũ nữa mà. Bớt phải lo tới vụ chìa khóa nhà nữa. Sau này đợi chúng ta đổi nhà mới, con sẽ lắp cho bố cái loại thông minh cái có hơn thể nữa. Nhận biết thông mắt minh ấy. Nhắc đến thông minh suốt ngày, bố nói con nghe, thông minh quá thì thiếu tình người rồi. Giống lúc trước ấy, chúng ta có thể cùng họ ở cùng một chơi mạt chược hay chơi đấu địa chủ gì giờ đó. Giờ thì hay rồi, không gặp nhau nữa, cầm điện thoại chơi con thôi. Nói xem, đấu địa chủ có thể chơi, chơi bằng chược. Điện thoại chẳng sao? Phải là gặp nhau dán giấy mới được à? Con nói coi thành kiểu gì bác rồi, tài an à? Chúng ta phải bắt kịp thời đại, học thay đổi cuộc sống. Con đừng thay đổi cuộc sống của bố. Con cho cá ăn chưa? Chưa cho ăn. Cả ngày không cá ăn. Của bố chẳng phải đó cho chết rồi. À cho ăn rồi. Ăn rồi, cho ăn rồi. Ôi con dọa bố à, con thật là. Trần Quang Phổ, mau lên ra ngay đây, đừng giục nữa, ra đây. Trần Quang Phổ, chỉ có cậu không bận việc còn chiếm nhà vệ sinh cả buổi sáng. Vào, vào đi. Ý gì đây? Phải có việc mới được vào nhà vệ sinh à? Cậu làm gì thế? Cạo râu à? Cậu sắp phỏng vấn à? Chỉ có cậu không phỏng vấn thôi. Cậu tính làm gì? Quản lý tài sản. Tôi có nhiều quỹ ngân kiếm tiền cho tôi đấy. Này gọi là không ra ngoài nửa bước. Sao cái này xanh hết rồi? Chân không ra khỏi cửa, sợ là mất hết rồi. Không sao, tài chính mà, chính là như thế. Phải có ý thức mạo hiểm. Lên lên xuống xuống, cao cao thấp đỏ lại xanh. Quen rồi. Mau thay bộ đồ màu xanh này ra. Tôi không nhìn nổi màu xanh nữa. Cuộc sống của cậu nay xanh thẫm nhỉ? Chuyện tối qua là thế nào vậy? Cậu đừng quản, chỉ là nói chuyện cả buổi tối. Cái gì? Cậu đừng nói chen vào. Sau chuyện lần này, ngã bài rồi. Sau này, cô sẽ gái đó xuất hiện trong thêm lần nào tôi. Nữa tên cũng không được nhắc. Bộ đồ màu xanh này không được sau mặc. Này cũng không được ăn nhớ chưa?
Bánh quẩy à? Cảm ơn, tôi ăn rồi, tôi mặc kệ. Đây chẳng phải là Hà Hân Địch à? Hà Hân Địch, con trai à? Ông đàn an như cậu. Có mấy cái chăm sóc da này làm gì? Con trai thì không rửa mặt à? Nói cậu nghe một tin. Tin gì? Hà Hân Địch có bạn trai rồi, giàu lắm. Cậu không có hy vọng vậy đâu. Vậy thì chưa chắc. Nào, đưa mật ong qua tôi cảm uống đi. Cảm ơn cậu. Cậu thực sự được lắm nha. Nghẹn. Rất tốt. Mới sáng sớm, cậu tới đây vì việc này. Đây là việc nhỏ à? Tớ còn chưa có chứng cứ. Tớ còn chưa có chứng cứ xác thực việc quan trọng là tớ còn ý tin đó. Cậu biết không? Tớ vốn còn điện thoại của Trần Hiên, kết quả là thử bao nhiêu lần đúng mật khẩu. Không lẽ cậu tính nhờ tớ mật mở khẩu điện thoại Trần Hiên đấy à? Chẳng phải cậu học cái này à? Chị hai à, cái đóng ta gọi là hack ở trường đại học người ta gọi là phân tích dữ liệu mạng. Cậu nói coi, hai cái này liên quan tới nhau không? Ý là gì? Chẳng phải giống chẳng nhau phải à? Đều lập trình máy tính à? Không phải. Nó mở khóa điện thoại, nhìn lén điện thoại của người mấy khác. Mấy cái đó đều phạm quyền ta phổ cập lực pháp xíu đi được không? Vậy thì cậu phải rút tới việc này tớ có thể thả thứ cho hai người họ cãi nhau. Thì tớ phải có chứng cứ chứ. Một câu thôi, có phải chị em có giúp không? Đưa điện thoại đây. Được rồi, cậu thêm cái người gọi này là đi. Thỏ nhỏ mật đào. Tới đó cứ hỏi thẳng rõ danh tính là đây xong là rồi. Ai? Sao mà đến cả WeChat cũng làm có lại luôn. Cho cậu coi. Cậu à, trang cá nhân của Trần Hiên, của Trần Hiên trò đi. Chơi. Cậu coi đi, thỏ nhỏ mật đào, gần đây anh ta chơi luôn cặp luôn. Với người này. Anh ta chơi xạ thủ, còn thỏ nhỏ mật chơi đào vị này. Trí bổ trợ. Cậu nghĩ đi, nửa đêm cùng chơi game, còn chơi tổ đội thì hai quan người. Hệ trắng không bình thường. Còn nữa, quay lại trang video của anh ta này, thấy chưa, mỗi một video đều có một người để lại bình luận mỹ nại. Trong tên người này, tuy là không liên quan đến nhỏ mật đào, nhưng mà có hình ai con thỏ. Nhớ này, nhớ lấy khuôn mặt cô gái này, nhớ nhé. Cậu ấn vào cái tên ban nãy đi, vào trang video của cái người, để hình con thỏ ấy. Có phải y như nhau không? Giống thật nè. Cậu coi đi, coi thêm mấy cái nữa. Có phải toàn là ảnh của kịch bổn sát không? Video vừa nãy của Trần Hiên cũng là từ kịch bổn sát. Chứng minh hai người này quen nhau khi chơi kịch bổn sát. Mới quen không lâu, nửa đêm cùng chơi game, còn bình luận vào video ảnh chụp chung trong kịch bổn sát. Không sai vào đâu chính được. Chính là con thỏ này. Viết quy chắc ra cho cậu rồi đây. Đỉnh. Cậu coi tớ xử lý hai anh người này như nào. Cá mè một chẳng lưới. Ra sao còn bày đặt đào. Cậu cẩn thận có gì từ từ nói. Chú đừng ý động ý thủ. Thức.